Ok anh em ơi, chào mừng anh em quay trở lại với YVN TV. Thì ngày hôm nay nói chung là cũng lâu lắm rồi tôi chưa quay mấy clip dọn chuồng, thì tôi quyết định làm một clip dọn chuồng cho anh em xem là mẹ tôi vất vả thế nào. Thì anh em cũng hay hỏi là nuôi nhiều thế này thì mất cả ngày cho nó thì làm gì có thời gian đi làm, đúng không? Thì thực ra là lâu lâu tôi mới dọn một lần thôi, và những cái chuồng ở nhà tôi thì tôi cố gắng thiết kế làm sao để chúng ta có thể lười nhất có thể, có nghĩa là lâu mới phải dọn. Sau clip dọn chuồng này thì chắc là lần sau tôi sẽ cho show cho anh em xem tất cả pet ở nhà tôi hiện tại là đang có những con gì. Vì như thường lệ thì hàng năm mỗi năm tôi sẽ làm một clip đấy một lần vào dịp Tết, nhưng mà Tết vừa xong thì tôi chưa làm, tôi định làm luôn. Đấy, bây giờ chúng ta dọn chuồng nhá. Trước tiên thì có phải xem là mấy con dở hơi này nó có ỉa ra đây chưa. Ở đây tất cả chuồng ếch này tôi đều lót mùn dừa, hạn chế sơ ấy. Có mỗi hai cái chuồng này là tôi mua cái mùn dừa ở dưới Bắc Ninh này thì người ta không có mùn lọc. Người ta vẫn còn vướng rất nhiều sơ này. Thì cái sơ này nó khá là nó rất là khó tiêu hóa, nó không như cái mùn này. Cái mùn này không phải tiêu hóa mà là nó khó để có thể thải ra được. Nó cũng khá là nguy hiểm. Đấy, nhưng mà ít thì không sao. Thì tôi lót cái này thì ví dụ như là con ếch nó có ỉa ra thì nó chỉ là một cục thôi, mình gắp ra vứt đi là xong. Nó không phải rửa cả cái chuồng. Để mỗi lần bê cả cái chuồng này ra rửa thì lại chất mệt. Thế một lần tôi bê một phát 6 cái chuồng này ra, anh em phải hiểu nó mệt như nào. Hôm trước cũng vứt đi một vài cục rồi, giờ hết rồi. Thì thường chúng ta xem cứt của bọn ếch này, thì thường chúng ta sẽ xem ở trong cái chỗ, cái ô mà nó đã đào lên. Ví dụ như con ếch đang nằm đây đúng không? Thì cái ô có một ô nó đào lên sẵn ở trong này từ trước này, chỗ này nó thụt lại này. Đấy, thì đây là cái chỗ con ếch lúc trước nó nằm. Thì con ếch cái thường kiểu nó nằm đâu đấy, xong rồi nó ỉa xong. Còn nó sẽ, tất nhiên là nó sẽ không nằm cạnh cứt rồi, nó sẽ nhảy ra cái chỗ khác để nó nằm. Bọn này chính là khôn phết đấy. Chẳng qua là chúng ta ngâm nuôi trong nước thì nó phải ngâm cùng với nước cứt, chứ còn bọn này chính là sạch sẽ phết. Đấy, không có cứt rồi. Ok, đến cái chuồng rắn bên dưới. Ôi dồi ôi, chuồng rắn này thì tôi chưa làm lại được, nó cũng khá là bẩn rồi. Đố anh ấy biết con rắn đi trong này. Cứt này. Đấy, thì mình lót nhiều thì cứt nó sẽ hút vào cái lót thì nó sẽ khô lại. Chúng ta chỉ gắp ra thôi. Đây, ở đây. Đấy, đầu đây. Nhưng mà chỉ việc gắp cứt ra thôi. Em không phải làm gì nhiều cả, trừ khi là đây, tiện tổng vệ sinh thì tôi cũng dọn luôn nước này. Nước ở thứ hai là vẫn đang sạch nhưng mà thôi, mình cứ dọn vì cũng 2 ngày rồi. Đấy. Đây, chuồng này tôi làm đẹp hơn chuồng kia vì chuồng này lúc đấy mình thừa cái mùn mình thừa cái form xịt, mình xịt hết lên background này. Đấy, gắn thêm vỏ gỗ xong rồi thêm các thứ đẹp lung linh luôn. Đây, con rắn đang nằm đây, đang chuẩn bị lột rồi, mắt lại bắt đầu sẵn sàng rồi. Thì tôi định làm tất cả các chuồng đều làm như thế này, setup các thứ cho đẹp. Bị mỗi cái là cái chậu nước hơi ngu thôi, nhưng mà cái chuồng này bằng gỗ tôi cũng dùng cũng từ rất là lâu rồi, từ lúc mình mới về Bắc Ninh đây, là khoảng tầm 2019 gì đấy, mà nó cũng đang xuống cấp rồi, kính cũng không được đẹp nữa. Cho nên là tôi định thay hết đống này bằng bể kính thì mình sẽ làm cái dàn background các thứ setup đẹp sau. Đấy, chỉ được gắp ra vứt đi thôi. Này, hôm trước vừa cho ăn hai con chuột tọ, cũng nhỡ nhỡ này. Đấy, người bắt đầu sạm lại, mắt đục lại này. Đây là đang chuẩn bị lột nhá. Đấy, xong rồi chỉ việc thay chậu nước nữa là xong. Nói chung là dọn dẹp khá là đơn giản. Cái này nó còn làm rơi những cái cây xuống đây này. Lúc nào kiểu như là cách khoảng tầm vài tháng thì tôi sẽ mới bỏ hết cái lót ra, rồi tôi cho lót mới vào. Còn bình thường thì chúng ta chỉ việc gấp cứt ra thôi, nó cũng khô đét rồi. Xời, màu xanh lá luôn, sáng trưng. Đấy, con rắn ở trên bảng mu bàn tay thôi. Không có gì cả, có mỗi cái cây.
Monster con Snake. Thế là mình cơ mà. Đấy, con này màu vàng, vàng nhẹ nhàng, à, hơi bé, cho ăn nhiều lên để cho nó to bằng anh chị em bên cạnh nó. Ôi giời, quả dưới này, quả dưới này là có hai con rồng úc. Chỗ nước này có đầu bẩn này. Đấy, cặn cái thứ. Cái này thì mấy cái bẩn nó sẽ bị ẩn xuống hết bên dưới rồi. Bên trên nó là, bên trên nó toàn là vỏ gỗ thông thôi. Trừ khi cái cục nào mà dính cứt thì mình đã gắp ra. Cũng phải sắp phải tổng vệ sinh rồi, bẩn lắm rồi. Đấy, dính cứt này. Cứt nó là cứt. Phân phiết gì cả. Thế bọn Mỹ nói shit thì có bị đánh không? Nhưng con đéo thì nó cứt thôi, chỉ là cứt thôi mà. Và trạng thái bình thường sinh lý mà, con gì cũng thế, có ăn thì cũng phải có ỉa đúng không? Có cơm thì cũng phải có cứt. kiểu như là cái gì nhỉ? Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà mất đi, nó chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác, từ trạng thái cơm sang trạng thái cứt. Cứt nó lại là cơm của một loại khác nữa, của các con bọ, vi sinh vật các thứ cơ. Hoặc là cây trồng. Thì đấy, cứt nó lại là cơm của cây cơ. Thì đối với cây nó là, cứt nó là cơm mà. Nhưng mà có đúng không? Sinh vật không? Đúng không? Cứt nó chỉ đéo phải là cơm với cái người thôi. Anh em comment ở bên dưới. Nó cứt nó là cơm đối với bọn bọ hung, thì lại từ bé là anh em đều biết cái câu chuyện là bọ hung ăn cứt đúng không? Thì cứt nó là cơm của bọ hung mà, chứ bọ hung nó có thèm ăn cơm của mình đâu. Đối với cơm của mình có khi bọ hung nghĩ là... Thế tức là con bọ hung có thể ỉa ra cơm. Hơi sai sai rồi. Đi quá xa rồi. Con trắng trốn lại ở đây rồi. Con này mới về nên là nó chưa quen lắm, nó vẫn đang hơi bị đì một tí. Con này hôm trước mới được thằng cháu tặng anh em ạ. Không biết thằng cháu sang Úc có thuận lợi bình an không? Đã vớ được con gì chưa? Tôi nghe nói là bên Úc thì nhiều con linh tinh chạy long quăng lắm anh em ạ. Nhưng mà sự thật nó lại không phải như vậy. Bà dì của tôi ở bên Úc, ở Melbourne bảo là cũng chả thấy chi mấy. Chắc là một thành phố nào đấy khác, nó có nhiều con linh tinh. Chứ không phải là chỗ nào cũng có cá sấu đi đầy đường, hay là nhện nhủng bò vào đầy nhà, hay là rắn bò vào đầy vào nhà nữa. Đấm nhau với kangaroo à? Ừ đấy, sang Úc phải đấm nhau với kangaroo mới sướng. Tôi có túi này nó lại nhỏ hơn tôi có vú, kiểu cấp dưới. Bọn có túi thì nó đều có vú cả. Không thì nó con vào túi đâu cái mẹ gì. Nó có túi để nó bú sữa mà. Tức là cái túi có thể là chứa dưới. Giống kiểu áo ngực của người ấy. Đúng không? Chị em phụ nữ cũng có túi đúng không? Mấy em dancer mà nhảy ở trên ba ấy, chả mặc có mỗi thế này với cả cái bên dưới này. Thì tiền xong rồi dán ghép vào đây làm gì nè. Đúng có túi không? Nhưng mà đấy thì con người học rất nhiều thứ từ động vật. Thì đấy có một cái mà con người học. Rồi, xong cái này rồi. Bây giờ đến chuồng chăn nó mới gọi là mệt mỏi ly kỳ anh em ạ. Bởi vì là cũng lâu lâu rồi tôi không dọn rồi. Nhất là bên dưới này. Bên trên mình vừa xong mình cũng đã thay nước với cả đổ thêm ít lót với cả gắp phân ra rồi. Còn bên dưới thì chưa gì luôn. Cũng lâu rồi ấy. Nhưng mà bởi vì cái chuồng này nó quá thoáng mát, có nghĩa là chỗ này bẩn thì con chăn nó có thể ra chỗ khác nó nằm. Thì nó sẽ không bị gì bị kiểu như là nhiễm bệnh từ vì bị bẩn ấy. Vì nó quá rộng. Chứ ví dụ anh em để con chăn này trong một cái chuồng hẹp như này, con chăn nó có bò góc bên kia nữa thì mà nó người nó vẫn chạm vào cái chỗ phần bẩn đấy. Đây là cái lý do mà giam chuồng to, vì tôi lười dọn, đéo muốn dọn. Ôi, các tôi đầu tư tiền cho này. Siêu bẩn luôn. Hôm qua con chăn nó ăn xong xong rồi nó bò ra ngoài rồi, tôi đang định dọn rồi, định hôm nay dọn nó lại bò vào đây. Con chăn này vừa xong nó ăn hai con vịt.
và đang chuẩn bị lột rồi. Nó mà không dám bê con này bởi vì nó nặng quá anh em ạ, con này nó phải nặng tầm trên chục cân rồi. Đối với anh em khác thì trên chục cân nó không là gì, nhưng mà đối với người có cơ bắp to khỏe như tôi thì trên chục cân nó mệt lắm. Đấy thì mẹ nó lột nó còn. Nhưng mà cái điểm trừ của cái chuồng này là nó rất nhiều thứ để con chăn nó có thể cạ vào để nó lột đấy. Thực ra đối với nhiều anh em thì đây là tốt, nhưng mà khi mà nó cạ nhiều quá như thế mà những cái chỗ nào mà hơi sắc một tí thì cái lớp da này sẽ rách ra, mình không thu được nguyên toàn bộ bộ da khoảng tầm 3-4 mét gì đấy, không thu được cả bụng. Anh em thấy là tôi có treo một ít da ở studio đúng không, thì đây là những mảnh da lành lặn thì tôi mới treo thôi, còn da nát này thì vứt mẹ đi chứ làm gì. Tôi định làm cái chuồng này kiểu khung sắt nhưng mà lắp kính ấy, nhưng mà tốn quá. Anh em nhìn đống này cứ 2 mét thế này, bao nhiêu tiền kính cho đủ. Lắp này đến bao giờ nhỉ? Oh mà. Ok anh em ơi, vậy là tôi đã vừa mới gắp hết phần của cứt của con rắn, của con chăn đất, của con chăn gấm này rồi. Và rửa xong cái chậu của nó rồi. Đấy, và bên dưới này mình cũng gắp phân xong rồi và cũng đã rửa chậu rồi. Con chăn đất Ivory, chăn đất Hypo đây. Đấy, chăn đất Hypo này. Ở dưới ánh lăn vàng đấy, càng vàng. Chăn đất Ivory này. Một mắt luôn. Thì con chăn này là trước tôi vừa thay nước xong, bây giờ không chưa cần thay lắm. Và đây là chuồng con kỳ đàn nước anh em ạ. Asian Water Monitor. Tờ lắm tờ quá. Con này size chắc phải 1m2, 1m3 rồi. Đấy, cũng đã dọn xong nước cho nó. Từ tôi bật sửa cho nó lên ạ. Đấy, mùa hè rồi, chỉ cần dùng một cái sửa này cho nó thôi. Con ở dưới này đang... Mày không nhìn thấy nó à? Không nhìn thấy luôn à? Tìm mãi không thấy. Thấy chưa? Vẫn chưa thấy. Thật luôn đấy. Thì lại đi khám mắt đi. Ở đây này các bạn. Ở đây này. Sao lại không thấy? Kỳ đà sông Nin. Con này đang tầm hơn mét rồi. Chúng tôi đang trong công cuộc hút bớt nước ra để thay luôn trọng nước cho nó. Cái ở dưới này áp suất nó không đủ vì hút từ trên xuống thì nó mới ra được chứ. Đây chỉ có múc thôi, hoặc là bê mẹ bê còn có tí nước là bê ra luôn được à. Bê hẳn ra. Đã bảo rồi, nó chỉ là cứt thôi. Đúng không? Ok. Thì mày coi như bây giờ mày đang bê thức ăn của con khác đi. Có thế rồi. Bây giờ con kỳ đà đã ỉa ra cơm. Chỉ hai con này gặp nhau rồi này. Đấy. Agus đang rình mò gì ở trong này đây? Con Agus rình mò gì đây? À, lót đất này có cái lợi có cái hại anh em ạ. À, khi mà chúng ta lót đất như này này thì con khi mà chúng ta lót đất như này này thì con kỳ đà nó sẽ có thể đào bới thỏa thích và nói chung là vận động rất là nhiều, người rất là khỏe, rất là ok. Nhưng mà nó sẽ bị người dính đất rất là nhiều, cho nên là mỗi lần nó đào bới đất xong nó lại vào đây nó nằm nó tắm rửa các thứ thì cái đất vụn các thứ nó vào nước nó rất là nhiều. Mình dọn chuồng thì nó cũng hơi cực hơn tí, nhưng mà nó khỏe mạnh là tốt rồi đúng không? Đấy, anh em nhìn cơ thể nó phải body fit như thế này, nhìn sướng hơn làm cái con béo ui không? Mà béo ui thì thực ra anh em cứ nghĩ là nó cute nhưng mà nó đi lại khổ sở với hơn, trông đáng thương nếu chịu được. Đang làm hại nó lại cứ nghĩ là làm cho nó cute lên. Đấy, đang cọ rửa. Tiếp đi. Bao lưu thì quá. Trong lúc đấy thì tôi đang đi bơm nước, mang nước đến mọi nhà. Con rắn đang uống nước này anh em này. Nhìn uống nước trông rất là tếu ấy.
cứ kiểu như là đang nhai nhai nước. Bên ngoài trời đang mưa nha, tôi cũng sẽ giúp cho trời nó mưa luôn anh em ạ. Mưa to luôn này. Đấy, mưa xong sẽ để lại một vũng nước. Đấy, đây là cái chuồng rắn đẹp nhất của tôi ở đây. Tôi cho nó mưa, trời mưa xuống. Đấy, cỏ cây phát triển. Mưa hơi to. Cái này nó đang chuẩn bị lột ra, nó rất cần ẩm, rất cần ngâm nước và uống nước nhiều. Mưa tiếp này, mưa to quá thì báo mẹ rồi. Đấy, bây giờ ví dụ như kiếm được cái máng nước nào mà to tầm này mà giá rẻ rẻ xíu mà đẹp đẹp xíu trong hoang dã tí thì quất luôn này. Chứ bây giờ máng nước to tầm này toàn mẹ mấy lít thôi anh em ạ. Đấy, con này hóng hớt này. Hóng hớt gì? Hóng hớt trời mưa đúng không? Mưa ngay. Mưa rồi, trốn đi, trốn đi. Đấy, nó đang trốn này. Trốn luôn rồi. Mưa to quá. Đấy, đây là quang cảnh của những ngôi nhà của rắn sau khi trời mưa này. Mưa xong này. Đấy. À, vừa xong tôi đã mang mưa đến cho các anh em rắn, bây giờ đến các anh em ếch. Đấy, mưa này. Yeah. Con ếch nó giúp ở đây không có thấy ánh sáng mấy đâu. Cứ ấy hẳn vào. Mưa này hơi bé, đấy, mưa bé hơn rồi. Nhắm tịt mắt lại luôn mà. Đấy, trời mưa tiếp này. Con này ra hứng trời mưa rồi. Đấy, nhắm mắt này. Mưa xong rồi. Vũng nước này rất là phù hợp dành cho con ếch nó phát triển. Sau khi kết thúc trời mưa. Đây, để ra trời mưa. Đấy, anh em nhìn cái vùng trời khác, bên sau nó cũng khác này. Yeah. Mưa đây. Mưa ấy sướng, ui ơi, sướng tận hưởng này. Ui, nhắm mắt, nhắm tít mắt lại. Rồi, mưa xong rồi đấy. Rồi, cái con này anh em biết tại sao mà con này cái background nó lại có cái cục gì lồi ra. Tôi sẽ mua một con mô hình Zera hoặc là Naruto về tôi để đây. Thì con màu cam hợp lý hơn nữa, anh không có con nào màu cam ạ? À? Ếch của Naruto màu cam ạ? À? Cái gì? Cái này nó có con màu cam không? Đây, con này. Đấy, con đấy nó mới giống ấy nhỉ? Sang bên này, ra ngoài này, ra ngoài này, ra ngoài chơi. Thôi, đấy, ra ngoài này đón mưa đi, đứng mưa đi. À. Mưa trên những tán cây. Nó phải máy tôn nữa. Trốn mẹ rồi. Mẹ không thích tắm mưa rồi. Đấy, còn Bullfrog này. Xong. Đấy, con này nó có cả máng ăn đây luôn. Nhưng mà nó bỏ ra cho mưa xong rồi cho máng ăn vào. Con kia đâu vậy? Mẹ con kia nó lại chung lúc mẹ xuống dưới rồi. Nó giờ hơi. À, nó xuống đây cho mát. Nó vừa phơi xong đây, tao cho mày tắm mưa cho nó mát. Mà chẳng gì. Mày giúp. Đấy. Tắm luôn này, ôi giời, chạy đâu. Mình cái này, mấy cái đá này xịt nước nó ướt đỏ đẹp hết. Ờ. Ông trời, kiểu này gì ghê, mưa nha. Ông trời ở hơi thấp, ở trên cao nó đá nó rơi xuống đó. Ông trời làm cẩu gì. Ơ, con nhện nó bỏ lên mặt nó. Nhìn không rõ gì à? Có, nhìn rõ luôn. À. Cảm thụ. Vừa này. Đứng túng từ trên cao xuống rồi.
càng bình thường càng mưa càng sạch đây, càng mưa càng bẩn này, bởi vì nước nó bị bắn ở trên ở dưới lên ở cái đất đấy. Thì anh phải xịt thẳng mọi người nó, xịt thẳng mọi người thì nó càng mạnh thì nước càng bắn lên nhiều, thấy chưa? Xịt để cho nó trôi thôi, không xịt nhiều. Ở dưới này đâu rồi? Ơ, tại nhìn kinh vậy đấy. Cái này đang chuẩn bị lột cho nên màu nó sạm lắm anh ạ, bình thường nó lên nó vàng cơ. Đây là cách mà tôi xịt ẩm cho mấy cái chuồng này. Xịt này nó mới ẩm được. Đấy, bây giờ lại tắm cho em chăn này. Con này thì phải tắm rất là nhiều bởi vì nó ngâm nước bẩn rất là lâu, nhưng mà bọn này được cái là da nó rất là nhẵn cho nên là xịt phát là hết, không cần phải kỳ cọ gì mấy, trừ khi là vết bẩn nó bám dính quá thôi, hay là cũng không cần phải sát xì xà phòng gì đâu. Lần trước tôi nhớ là trong hội bò sát có một ông cháu hỏi tại sao con chăn mắt bị hỏng, nhưng mà nói ra biết là ông cháu chăm tắm cho con chăn quá, tắm bằng xà phòng luôn. Thế à, nó ăn mòn mẹ hết cái lớp bảo vệ ở mắt, thế là mù con mẹ ở mắt luôn. Chúng ta chỉ cần xịt nước sạch là được rồi, cùng lắm là cho tắm nước muối, nhưng mà hoặc là lau người qua đây kiểu như là để cho nó sát khuẩn ấy. Đấy, ui dồi ôi, con này, con này lâu lắm mình không bế ra rồi. Con kia con chăn gấm cũng thế, bởi vì hai con này nó bắt đầu to rồi. Con này trông da như bị mốc ấy. À nó bị bẩn. Thạch xanh và tràn tinh. Ấy, tập thế này làm gì phải đi gym nữa anh em. Anh còn hai bên này. Thôi mỏi lắm. Ở đây. Đấy, ta sẽ tắm cho mày. Hôm nào tôi sẽ cho anh em xem tôi sẽ làm một cái bể bơi mini ở đây. Tôi sẽ tắm cùng mấy con chăn này. Nó mà ỉa ra nước đấy tôi cũng ỉa luôn. Ăn miếng nó chảm miếng anh em ạ. Tôi đái nước tôi đái mẹ luôn. Xem thằng nào này khai hơn. Tôi có vậy luôn đây. Anh tôi ăn miếng chảm miếng như. Anh tôi ăn miếng chảm miếng của mấy con động vật ạ. Đấy. Đáng nghĩa này mà mình có thêm cỏ, có khi mình sẽ phải mua cái thảm cỏ phủ mẹ lên đây cho nó sạch. Nhưng mà như thế thì cái mức độ thấm hút phân nó lại hơi ít, khả năng mình sẽ chỉ lắp thảm cỏ một nửa thôi. Hôm nửa bên gần xa chậu nước. Gần chậu nước chứ. Thì trước khi lên chậu nước thì là nó ở trên cỏ rồi thì nó sẽ với cả khi ở trong nước ra thì nó lau qua lớp cỏ rồi thì nó đỡ nước hơn, nó đỡ bị dính đất vào người. Đối với con kỳ đà tôi cũng sẽ làm như thế. Đây là một nửa là 5m, à là 1m. 1 2 3 4 5 6 6 mét mẹ rồi, mỗi mét là rơi vào khoảng tầm 40 hay là 50 gì đấy. Ủa thì phải lại 3 lít nữa. Tiền nhiều để làm gì đâu anh em. Như anh em đang có phong trào nuôi em đúng không? Thì tôi cũng nuôi em từ khá là lâu rồi. Nuôi mấy em này. Anh em cũng có nhớ được là hầu hết những cái con ở đây là tôi được tặng, và có bạn các bạn kiểu không nuôi được nữa gửi tôi tặng tôi để tôi chăm sóc. Tôi cũng ít khi từ chối lắm, trừ khi là mình không có đủ điều kiện quá thôi. Còn nếu mà mình cảm thấy là mình chơi được là mình giúp đỡ bọn này sống sót. Bây giờ tôi thật với anh em là thả bọn này ra rừng để nghe một nốt nhạc, ngày hôm sau còn thấy một con mũi cứt thôi. Cái này nhiều dọn chuồng chả phải dính ra đến cứt đúng không? Chứ cho ăn thôi còn nói gì đến cứt đâu. Tôi thề với anh em luôn là tôi nuôi qua khá là nhiều đời Asian Water Monitor rồi, và con nào nó cũng sẽ hay bám kiểu này ở các loại chuồng luôn. Đợt trước tôi còn có một cái chuồng gỗ mà xung quanh mà nắp lưới, con kỳ đà nó còn bám con mẹ ngược lên trên như này, bám vào lưới. Nói chung là bọn này nó trông thế thôi, trông và cái cả tên nó là Asian Water Monitor thôi, nhưng nó rất là thích gieo trèo.
À bọn này nó cũng thích lao trèo để nó ăn ăn trứng chim nữa. Đấy, trứng chim, trứng rắn rồi trứng cá sấu là bọn này xơi hết. Thế là cái trứng chim cút cũng là một cái khẩu phần ăn không thể thiếu của bọn này. Mà nó rất là rẻ nữa. Mưa sướng nha. Thế này đã nào. Đấy, tắm mưa đi. Trời đang nắng nhưng vẫn có mưa, tí lên cầu vòng đấy. Anh em ạ, tôi gọi cái bể này là bể đảo đầu lâu. Đấy. Tôi còn chưa có con kinh công ở đây nào, kiếm được con kinh công vứt mẹ ở đây cho nó leo như này. Cho nó leo lên tường này, cho làm kinh công. Đấy, con này bắt đầu đang đào rồi này. Bọn này rất là hay đào bới luôn. Mưa này. Đang chuẩn bị lột ra. Đấy, vào tắm luôn. Đấy, đây là lý do mình phải dùng cái chậu này cho nó tắm. Để cho nó làm cho nước nó, vì bọn này nó rất là thích tắm. Rất thích ngâm nước. Này, mình đang hút bớt nước ra. Để bơm nước vào. Con rùa nào đây không nhỉ? Trốn mẹ đâu hết rồi. Tối trong này hay hết rồi. Tối om luôn. Các bạn thích vòng tối à? Nó thấy người nó chả trốn vào chỗ tối. Cái con con rùa bùn Tây Phi này nó vẫn chui ra ngoài chơi. Chạy luôn, chạy luôn. Vẫn ở trên nước này. Úi giời. Hôm nay thằng em gần nhà tôi nó mang hai cái con chép mỏ vịt sang gửi nhà nhà tôi. Chép. Hai con cá sấu hỏa tiễn này nó đang nuôi và nó đang xây lại cái chuồng kiểu như là làm chuồng ngoài trời ấy. Thế là nó gửi nhà tôi, nó bảo gửi một tuần. Tôi nói nó trước với nó rồi. Nó gửi một tuần. Nếu mà sau đúng một tuần nó không qua lấy thì tôi sẽ thả con rùa Ali của tôi vào đây. Xem là đại chiến xem là con nào hơn. Anh em ạ, khi mà tôi nhận nuôi con này hộ thằng kia tôi mới để ý là con này nó bơi trông như thú ấy. Như kiểu là bọn này nó đang tiến hóa giả nhưng mà đéo kịp, thế là nó lại giữ nguyên hình trạng dạng này. Như nó bơi như kiểu là đang bò dưới nước chứ đéo phải bơi. Như thế con cá bơi là vây nó bơi ngang đúng không? Bơi nó quẫy người các thứ không? Cái này nó bơi như kiểu bò ấy, đấy. Dị thật sự. Ngày trước mình có nhìn thấy bọn này rồi nhưng mà mình không để ý kỹ vì mình cũng không để ở nhà. Đấy, bơi ngược này, bơi ngược ấy, bơi ngược. Dạ, ơi. Anh em ơi, đây là cái bể con rùa Ali của tôi. Thì cái bể này nó đang rất là bẩn. Nhưng mà mình chưa dọn được bởi vì mình chưa mua được cái bơm mới. Anh lôi ra bên này phóng nhé. Ý, chưa. Đấy. Thì cái lọc của nó đây nhưng mà lọc này nó hỏng rồi. Tôi chưa mua được cái lọc mới. Cứ để tạm vậy vậy. Đấy, bên này chúng ta đã tạo mưa cho con Igu này. Igu chuột mắt, cụt ngón. Nó không thích mưa lắm nha, tắm nó một tí là nó lên rồi. Và bây giờ tôi phải rửa nhà xong rồi dọn dẹp các kiểu cho nó sạch đẹp hẳn đi.
Đó, đầu tiên là chúng ta sẽ làm vệ sinh một lượt cái kệ này. Thì ở đây có mấy con LG ở trong này. Với cả là quan trọng nhất là bây giờ chúng tôi sẽ phải hút nước cái bể X này ra. Bởi vì là cái... không hiểu tại sao tự dưng hôm nay xuống thì em thấy là nước đục đục. Chắc là tại hôm qua mình cho ăn cũng hơi nhiều chuồn chỉ. Đấy, thì bây giờ mình sẽ phải hút nước ra. Hút nước thì tiện tôi sẽ hút mấy cặn bẩn ra luôn. Phân cá rồi phân ếch này kia ấy. Sau khi rút nước ra là tôi sẽ phải bơm nước vào. Thì ở đây không có cái vòi bơm nào, tôi cứ phải xách như này xong rồi bơm cái nước ngược lại vào từ đây vào đây. Chứ không thể nào đổ nguyên cái xô nước này vào đây được. Vào đây thì cái lót cái cát nó bị xáo trộn linh tinh hết lên bẩn nước lắm. Trong lúc mà chúng ta chờ bơm nước các thứ thì sẽ quay ra dọn chuồng khác. Đây, ở đây tôi có cái chuồng con Tothead Agama này. Ở đây đây Tothead Agama. Một con nữa đâu ấy nhỉ? Một con nữa. Đã biết trốn đâu. Đấy, ở đây thì anh em đã thấy là đây là mình lót cát, cát canxi. Và dọn thì tất nhiên là dọn những cái thức ăn thừa với cả phân phủng các thứ này thôi. Thì bây giờ làm cách nào? Gặp già. Ok anh em ơi, tôi vừa thay nước xong rồi. Tôi vừa bơm vào nhưng mà bơm mãi không được nên lại phải đổ vào. Nên là nó tạo ra một cái rãnh ở giữa này. Thì mình cười vãi. Đâu một cái lỗ chứ không phải một cái rãnh ở giữa này. Thì đang chạy lại lọc rồi thì lát nữa nó sẽ trong lại. Bây giờ cũng hơi trong hơn lúc trước rồi. Đấy, và tiện thể tôi cũng vừa mới hút nước với cả thay nước cái bể con cá dở hơi này rồi. Trong này còn một con cá chạy curly nữa. Đâu rồi nhỉ? Chạy curly đâu rồi? Trốn rất là kỹ. Đâu rồi nhỉ? Đây. Đấy, anh em nhìn chưa? Ui, nó bơi này. Rồi, tiếp đến là bẻ con cua kỳ cục này. Cua kỳ cục này bây giờ mình còn đúng một con rồi. Lần trước mình cho con cua vào trong bẻ rùa xong rồi thế đó là bị chết. Không biết là rùa cắn hay như nào mà chết. Thế bây giờ mình lại nuôi con cua kỳ cục ở đây. Để hút nước ra rồi bơm nước thêm vào. Đấy. Ngày trước ở cùng cua kỳ cục này có thêm vài con cá vàng như này nữa. Nhưng mà nó ăn gần hết rồi. Bây giờ còn có hai con cá vàng này thôi. Ui dồi ôi, chỗ này... Này bây giờ không, anh em ơi, bây giờ là tiến lột Leopagecko. Thì từ lúc mà mang bọn thêm bọn Leopagecko về mình mới phải mua thêm cái này chứ. Mua một tập này để lót chuồng, giá 4, 65 nghìn. Không biết cho anh em bán như nào. Ơ, 65 gì ấy? GMS là cái mẹ gì? 65 GMS bán 65 nghìn. Đấy, thật đấy. Rồi. Đấy. Ở đây ăn hết rồi đấy, để cho thêm nước với cả cho thêm thức ăn. Này, cứt tiếp này. Nói chung là dạo này stu mình hôi hơn ngày trước là do cứt thôi. Còn đuôi nó đứt con mẹ đuôi. Đứt đuôi rồi nè. Ừ. Ừ. Đấy. Luôn. Con này có vẻ béo hơn lúc trước rồi đấy. Đuôi bắt đầu dày lên này. Nó không bị dày quá như lúc trước nữa. Con này có vẻ béo hơn này. Đuôi bắt đầu đấy. Mùi quá kinh. Đúng lắm là mình không phải ngửi cái mùi này.
Em cũng biết là đợt trước tôi nuôi rất nhiều LG và tôi cũng có cho đẻ để bán luôn. Nhưng mà đấy là câu chuyện từ khá là lâu rồi. Và lâu lắm là mình không phải chịu cái mùi này rồi. Đấy, xuống đây đi. Hai con nữa, một con. Hai con này. Thôi thì mẹ ngu rồi. Nghe này đi. À, có hai con nên là mình để hai cái hang cho nó có sự riêng tư. Thích thủ dâm gì đấy thì làm. Con xấu hổ lắm. Thôi. Ơ con kia bò đéo đâu rồi? Thôi, chạy nhảy dẻo quá. Ôi. Đá mẹ lên người. Đấy, hai con. Thức ăn nữa, tí nữa, à đây, nước đây rồi. Đổ nước vào luôn cho nó. Chung là anh em nào mà nuôi trong phòng riêng hay là trong phòng như này này thì nói thật là nên, đối với bọn LG này, mỗi ngày dọn phát. Vì bọn này nó phải ăn liên tục ấy. Mình cũng cho nó bắt ăn đây, nó lúc thích nào mình ăn thì nó ăn, chứ mình không cho ăn theo kiểu mấy ngày một lần. Như thế này nó không tốt. Mà nó ăn liên tục như này thì kiểu gì ngày nào chả ỉa 1-2 phát. Thế mà mỗi ngày một bãi thì cuối ngày mình dọn là hôm sau thì sẽ sạch to rồi. Để lâu quá thì mùi lắm. Đấy, mấy cháu này bắt đầu ra tìm thức ăn rồi. Đi party đi, nếu chúng con rết đấy, nhưng mà cái này chả phải dọn gì. Con này cắn thì con này là con rết cá rồng anh em ạ, rết mà mình chơi mua về thừa ra để mua về cho con kỳ đá ăn, nhưng mà thừa ra ấy, mình để nuôi chơi luôn. Này chân màu đỏ trông hay đấy. Đó, còn mấy cái chuồng lót đất trồng cây này thì cũng chả phải dọn gì nữa, bởi vì là kiểu mình thả thêm cái support vào để cho nó ăn cứt đi. Trừ khi cứt nhiều quá thì mình mới phải ý ra thôi. Nhưng em đã thấy là cây bên này chết rồi. Cây bên này thì đợt trước tôi thả con ốc sên khổng lồ vào, ốc sên con ấy. Thả vào đây thì nó ăn mẹ hết cây rồi, còn mỗi cái cây này sống thôi. Đấy, đúng là mình đéo hợp chơi cây thật. Thôi ít nhất là vẫn còn một cây sống. Trong này mình hôm trước vừa được ông anh cho con rào đầu vuông. Vừa mới lấy về cũng chưa ăn uống gì nên là chả có gì phải dọn. Này dài ngoằng luôn. Để mình hết chỗ để. Dạ đây. Còn ở đây chuồng chuột sóc. Đây có hai con này. Chuột sóc bây giờ mình sẽ thay, đến giờ phải thay rồi. Bắt đầu mùi rồi. Con này mặc dù nó bé mà nó đi vệ sinh cũng không nhiều lắm, mình cũng không cần phải ấy nhiều, nhưng mà sợi tóc ra vướng với cứt chuột sóc này. Hai con này một cặp anh em ạ, không biết bao giờ nó mới đẻ được. Tôi được một ông anh ở trong Sài Gòn cho. Đấy, bát ăn của nó này hồng hết, Mỹ hồng nam tính. Anh có xem cái đấy không? Có chuột sóc yêu với đấy, hay mang đi chơi nhỉ?
đấy, chúng ta có việc chỉ việc là đối với những anh em nào mà để tóc lên lóc thì chúng ta chỉ việc để cho con này nó bắn lên tóc rồi đi chơi thôi, không bao giờ đi đâu mất. Đố tìm được. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa đi chơi kiểu này thì sau khi một ngày đưa đi chơi xong nên về gội đầu. Rồi, chung là cũng gần hết rồi à. Quan trọng cái này nữa. Cái này thực ra là chúng ta cũng không cần phải dọn gì nhiều, bởi vì là mình cũng lót đất xong rồi mình cũng thả cho pot rồi. Đấy. Bình thường nó sẽ ỉa ra đằng sau này, nhưng mà lần này cũng thấy ít phân, không thấy gì mấy, nên là không phải lo. Bây giờ chỉ phải châm nước với là xịt cho nó ẩm thôi. Nằm ngửa mẹ luôn, nó vừa nhảy lên nó bị ngã. Cái này buồn cười lắm, cái này ngáo ngơ. Đấy, đấy là cái lý do rất lớn mà tôi giữ cái con đấy lại, vì nó ngáo ngơ, nó vui vãi đấy. Mày muốn quay thấp này phải quay PF chứ. Này lại nãy tiếp à? Này con ngáo ngơ rồi. Đấy dậy rồi. Ok, okay, vậy là đây là thành quả chúng tôi vừa làm xong rồi. Mệt, mất mẹ buổi chiều rồi. Đấy, đúng là nuôi nhiều này dọn rất là mệt. Nhưng mà nói thế thôi chứ không, bọn này nó không phải chăm nhiều như chó mèo, nhưng là với số lượng này thì chắc là cái công việc của tôi chỉ bằng anh em ở nhà chăm hai con chó thôi. Đấy, cảm ơn anh em xem hết clip này và tạm biệt anh em trong clip sau nhé. Nhớ like, share cho kênh YouTube tôi nhé. Tạm biệt.